Dạ hello, xin chào tất cả anh chị nha. Lại một chiếc xe tải van lướt lại về tới công ty của em. Đây là tải van Taco Frontier đời 2023 nha các anh chị nha, mà đăng ký tháng 1/2024. Phiên bản này là TF480, 2 chỗ ngồi. Thùng nó sẽ là thùng dài 2m9 25 nha các anh chị nha. Và xe này cực lướt luôn, mới chạy có 5.900 km nha các anh chị. Xe như mới nha. Xe cũng được trang bị màn hình và cam lùi rồi. Nói chung là mới quá cho nên là em cũng chỉ quay sơ cho các anh chị thôi, chứ thật sự là xe này nó có không có bị gì á các anh chị, rất là đẹp luôn. Và cái dòng Taco Frontier này hầu như bên em về là bán các anh chị, vì cái giá nó chỉ tầm khoảng 300 hơn một tí xíu thôi các anh chị ơi, là mình sẽ sở hữu được một chiếc xe tải van chạy chở hàng, không lo cấm giờ nè, không sợ bị công an bắt nè đó, nếu như mà mình chạy đúng nha. Và thùng cũng đã được có vách ngăn rồi nè các anh chị. Đó, có vách ngăn sẵn luôn, thì nó sẽ phân giữa cái khoang lái và cái khoang chở hàng. Cái thùng này nó dài ghê luôn á, 2m9 lận các anh chị, cho nên là không gian rất là rộng rãi. Ngoài ra thì khối lượng chở của xe này vẫn là 945 kg nha các anh chị nha. Xe biển số ở Sài Gòn luôn. Dạ, Frontier thì cái phong cũ thì nó sẽ làm là cái cửa cốp sau nó sẽ mở lên, còn cái này nó sẽ mở ngang nha các anh chị. Nó giống như Terrave vậy, nó giống như Terrave nhưng mà cái thùng này nó dài hơn Terrave. Terrave thì có thùng 2m5 thôi, còn cái này nó có lại thùng, nhiều loại thùng, 2m3, 2m5, 2m6 với 2m9, thì cái dùng thùng 2m9 này rất là rộng luôn đó. Tha hồ chở ha, thì có, và cái xe này nó cũng mới chạy có 5.000 mấy thôi, 5.900 thôi, cho nên là các anh chị cũng chỉ coi sơ video clip này và mình lên coi xe rồi mình xuống tiền thôi các anh chị ha. Đó, đã mâm bị chạy hơi chạy tí xíu nè. Dạ, thì nói chung là cái vấn đề mà chạy xe ở ngoài thì bị va quẹt ha, nhẹ về mấy cái phần mâm này đó là một chuyện bình thường ha các anh chị ha. Xe này các anh chị lưu ý giùm em là 2 chỗ ngồi nha, mà khối lượng chở vẫn vậy nha các anh chị nha, chỉ có là cái thùng nó dài hơn thôi. Đời 2023 nha các anh chị nha. Đó, xe còn rất là đẹp luôn. Đó, thì các anh chị nào mà đang có nhã yếu quan tâm về cái dòng xe Taco Frontier ở phiên bản TF480 ở đời 2023 thùng 2m9 này thì có thể liên hệ với em nha. Bữa em có một xe mà cũng về bán luôn rồi, em lại về tiếp tục thêm một xe nữa, mà xe này còn chạy lướt hơn cái xe em bữa nữa. Xe em bữa em 19.000, xe này có 5.000 thôi các anh chị, xe này mới chạy 5.000 thôi mà giá thì nó cũng chỉ có 300 hơn. Đó, thì các anh chị đang có nhu cầu tìm xe chở hàng hóa cho công ty hoặc cho cá nhân, cho gia đình thì mình có thể cân nhắc chiếc Taco Frontier này nha. Em sẽ quay dàn gầm cho các anh chị xem, gầm rất là đẹp luôn. Nói chung là xe còn mới tinh đó các anh chị, cho nên là các anh chị cứ xem, lên xem xe trực tiếp ha, để em Huyền tư vấn về giá cả cho mình nha các anh chị nha. Các anh chị cần tư vấn thì cứ liên hệ với em để em tư vấn cho các anh chị rõ hơn ha. Các anh chị mua tiền mặt giúp em nha, cái dòng này em đã không hỗ trợ. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các anh.